có thể nói nhân quả xoay chuyển rất công bằng xin mọi người cảnh giác ngàn vạn lần Chứa nên gieo nhân ác bệnh của, của văn lai tại một bệnh viện huyện nọ ở thái lan bác sĩ viện trưởng kim thường vụ chuyên khoa kim cầm dao mổ lần nọ viện trưởng kể lại câu chuyện lạ lùng về một ca mổ khiến người tỉnh giác phát tâm hướng thiện viện trưởng nói từ hồi tôi làm bác sĩ tới giờ, chưa từng gặp qua, cũng chưa từng trị qua loại bệnh kỳ lạ này. Cười bị bệnh kỳ lạ đó trong vòng 3 năm, thì bị mẫu hết năm lần. Và mỗi lần nghiêm trọng hơn, cuối cùng thì ngay cả tay chân đều phải bị cưa bỏ, biến thành người tàn tật, còn một tay, một chân. Vì bệnh lạ này tên là Văn Lai, một lần nọ anh bị ba ba cắn vào tay làm bị thương ngón út mới đầu đến bệnh viện chỉ rệt thuốc cầm báo cho là không có việc gì nhưng nửa tháng sau nơi đốt ngón tay bị thương bắt đầu viêm sưng phù đau đớn bác sĩ kiểm tra xong chuẩn đoán là vi khuẩn độc ăn tới xương cần cắt bỏ ngón út để tránh độc lây lan làm hại tính mạng thế là cắt đi còn lại chín ngón tay chưa được nửa năm văn lai ra biển chu ngoạn thật không may Lại bị một con ba ba cắn bị thương ngón chân út Mấy ngày sau chân phát viêm Sưng đau Lại đến y viện chụp x quang Thì phát hiện độc lan tế xương Phải khắc bỏ ngón chân út Để được an toàn Thời gian chưa được một năm Ngón tay út và chân út Đồng phát viêm Sưng đau Văn Lai lại đến y viện xin khám chụp x quang Ôi không được rồi lần này độc có khả năng hình thành ung bú cần khắc bỏ bàn tay và bàn chân đi người bệnh đồng ý tiến hành phẫu thuật văn lai gặp bất hạnh nhiều người đều xôn xao bàn tán nó quá lạ kỳ thế nhưng việc kỳ hơn nữa lại nối đuôi nhau xảy đến nguyên là một ngày nọ con trai của người quen thế phát làm tu sĩ văn lai theo mọi người tham dự lễ xuất gia bởi vì lễ thế phát ở Thái Lan thường cử hành lúc 4-5 giờ sáng, cho nên người tham dự phải đến ngủ lại tại chùa cho tiện bề dự lễ. Họ cùng ngủ chung trong điện Phật, có đến khoảng 4-50 người, nhưng xui xẻo lại dán ngay trên bình văn lai. Có một con chuột, trong mấy mươi người đang say giấc nồng đó, nó lại nhẹ ngay vết thương nơi cái chân bị cưa của văn lai mà cắn cho một phát. Văn lại đào quá, hét to và rên rỉ, làm kinh động cả đám người đang ngủ. Mặc dù chuột chỉ cắn một chút ngoài da, làm chảy ra một tí xíu máu, nhưng mọi người bắt đầu bàn tán. Họ nói, chuột chỉ cắn nhân vật không có mạng sống. Ai mà ngẫu nhiên bị chuột cắn, chứng minh người đó chỉ là một cái thay không có linh hồn, cho nên con chuột mới dám cắn họ. Mọi người bàn tán âm um trời khiến Văn Lai thêm hoảng kinh, bất an. Anh thầm nghĩ, có lẽ mình không còn sống lâu nữa. Mặc dù có người an ủi anh chẳng nên mê tín như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy mạng sống đang bị uy hiếp. Hơn nữa, ở chỗ hai vết thương bị gưa nơi tay và chân, cứ âm ỉ ngứa đau mãi. Thế là Văn Lai bèn tới y viện khám. Bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ nói, Không xong rồi, phim chụp ích quan hiển thị có hai chỗ vết thương đều bị độc cũ lan đến xương giống như lần trước ung bu đã lây lan rất xa nếu không cắt cánh tay và ống chân thì không được vậy là lại phải cắt bỏ Tai tính từ khuỷu cánh tay trở xuống và chân cắt từ đầu gối trở xuống trong vòng ba năm chỉ mình văn lai thôi mà bác sĩ phải khai đau động thủ đến năm lần bác sĩ viện trưởng người đứng mổ cho bệnh nhân nghĩ rằng ngày trước ác anh có làm chuyện gì kỳ quái bèn đặc biệt sưu tập điều tra về lý lịch thân thế văn lai và cuối cùng bác sĩ biết được rốt ráo như sau văn lai 43 tuổi làm nghề nông kim công dân xây dựng bình thường tính ưa uống rượu ưa ăn cá sông đặc biệt thích ăn các loài rùa ba ba vân vân văn lai nghe người ta nói nếu như ai ăn từ 10 đến 20 con ba ba thì suốt đời không bị phong thấp hay bệnh thời tiết gì nữa, lại còn được nhuận âm bổ dương. Vì vậy mà anh thường ăn ba ba xào ớt. Phối hợp với một bình rượu trắng, Văn Lai tha hồ hưởng thụ cho sướng điện. Suốt 20 năm nay anh đều ăn như thế, ăn không biết ngán. Một hôm, Văn Lai ra chợ mua một cụ ba ba to khủng nặng tới mười mấy ký anh mừng như bắt được vàng cụ quý hiếm này tất nhiên là không thể ăn một lần mà hết ngay được phải cắt làm sao để có thể hưởng thụ dần mà không cần phải bỏ vào ngăn đá bảo quản thế là văn lai đã nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu cắt ba ba ra ăn dần bởi vì rùa và ba ba có loại tuổi thọ cao giỏi chịu đựng nên sống rất lâu, khó mà chết ngay được. Nếu như nhốt nó không cho ăn, thông thường nó vẫn có thể sống đến nửa năm. Phương pháp ẩm thực tùy chiêu của Văn Lai là nếu hôm nay ăn bao nhiêu thịt thì chỉ cắt bấy nhiêu, sau đó quẹt vôi lên chỗ thịt vừa cắt để cầm máu. Như thế, con ba ba này có thể để ăn dần đến 10 ngày hay nửa tháng mà nó vẫn còn sống cuối cùng thì cắt đầu nó ăn hết. Từ hôm Văn Lai nghĩ ra cách ăn mới mẻ và thực hiện thành công rồi, thì kể từ đó cứ y theo cách này mà hành sự và anh đã ăn không biết bao nhiêu con ba ba rồi. Có người tốt bụng nhắc nhở anh, thủ đoạn này quá máu lạnh và tàn nhẫn, quá vô lương tâm sẽ bị ác báo, nhưng anh bất kể, chỉ cần có thịt ba ba tươi ngon là đủ cho đến lúc thân thể của anh bị khắc cưa ra từng kỳ nếm trải mùi vị đó anh mới biết đây là báo ứng hiện đời đang dán xuống thân mình nhưng có hối cũng buồn màng bác sĩ viện trưởng gom tư liệu sưu tập được xem tỉ mỉ rồi viết ra câu kết luận y học vô phương giải thích những câu chuyện báo ứng nhân quả có thật như vậy tiểu thư khỉ tại một thôn làng đỏ thuộc miền nam Thái Lan có một chàng thanh niên họ lưu cử hành hôn lễ tân đường là một cô gái có biệt danh tiểu thư khỉ. Nguyên lai like, mọi người đều cho rằng tiểu thư khỉ là cô gái cực kỳ xấu xí hay một nàng thân thể đầy lông hình dạng giống y như khỉ nên mới có biệt danh này. Nhưng lúc đôi tân nhân bái đường sông cùng sánh vai nhau ra ngoài tiếp khách thì một người đều sáng mắt lên không hẹn mà đồng thuốc ra một câu tần đấy lần trời ơi tân nương đẹp quá trời luôn hả à? ừ trời ơi đẹp như đúng là mỹ nhân vậy đó đẹp trời quá ơi, đẹp à. quá hả à. thế nhưng mọi người đối với danh hiệu tiểu thư khỉ này lòng đầy hiếu kỳ rất muốn tìm hiểu tra vấn thân thế của tiểu thư khỉ ra sao té ra mẫu thân của tiểu thư khỉ thời thiếu nữ từng là một hoa khôi nổi danh Số thanh niên phủ phục dưới chân cô nhiều vô kể Các nhân sĩ gần đó nghề danh bến bộ, Đều tìm tới mong được một lần chiêm ngưỡng dung nhan Nhiều người tha thiết xin kết hôn Thậm chí một thanh niên phú gia ở nước Mã Lai gần bên Cũng vượt biên giới tìm đến cầu thân nhưng gia nhân viện cớ không muốn lấy chồng ngoại quốc lìa xa cha mẹ để khéo léo từ chối không bao lâu gia nhân kết hôn với người bạn trai Vốn là thanh mai trúc mã ở cùng làng chàng thì tuấn tú đa tài nàng thì kiều diễm bỉ lệ thật là trời khéo tác hợp cho họ thành đuôi nam nữ chung quanh ai cũng hâm mộ chẳng mấy chốc từng đương mang thai chồng nàng càng quan tâm thương yêu gấp bội chăm sóc lo điều đủ điều ba mẹ chồng thấy điều vui mừng ai cũng ưu ái lo cho nàng bình thường nàng rất dễ ăn nhưng khi mang thai thì ngược lại thức ngon mấy cũng không muốn nuốt chồng nàng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để ái thê thèm ăn hôm nọ chồng nàng vào chợ mua được cái chân khỉ phối hợp với các vị thuốc bắc như hoài sơn sâm đương quy vân vân nấu lửa riêu riêu rồi bất ngờ dọn lên và đã khơi được và đã khơi được ý muốn thèm ăn trong lòng nàng thấy vợ dùng rất nhiều, chồng nàng vô cùng bừng rỡ. Từ đó, mỗi khi gặp phiên chợ nhóm, chàng đều mua về một cái chân khỉ hay miếng thịt khỉ để cho vợ dùng. Hôm đó, chồng nàng ra chợ, gặp thờ săn trối một con khỉ rau bán. Người chồng mừng quá, mua nó đem về, nghỉ nuôi tạm vài ngày rồi sẽ giết nó cho nàng ăn. Hôm đó, cô vợ đã mang thai được bảy tháng ngồi trên ghế dựa xem chồng giết khỉ con khỉ đáng thương mấy ngày rộng rã chỉ ăn toàn chuối và hoa quả tính ra thịt mỡ trên thân nó chưa được nửa cân phần còn lại thì làm thuốc bổ cho thai phụ khỉ nhìn thấy người chồng cầm dao muốn giết mình mắt nó tuôn lệ chân nó quỳ xuống giống như người hướng chủ dân cầu xin tha mạng nhưng người chồng quá yêu vợ này chẳng chút động lòng, không khởi chút từ tâm, dương dao lên, toàn mổ tim nó. Trong giây phút bên bờ tử vong, con khỉ nhanh nhẹn đưa tay phải, chụp lấy cán dao, tay trái nắm chặt lưỡi dao, dùng toàn lực chống đỡ cái chết, nhất quyết không buông tay. Người chồng cố sức, nhưng đâm không được. Ông nghĩ thu dao về, rồi đâm tiếp. Chính trong khoảng ông rút dao về. Do bốn ngón tay con khỉ nắm quá chặt nên nó bị đứt lìa hai phần ngón, bốn ngón chỉ còn lại hai lóng cuối tính từ khớp xương trở vào. thai phụ thấy máu tuôn như suối, ác tâm tiêu tan, không ngừng kêu chồng dừng tay. "Đừng, đừng giết nó, đừng giết nó nữa, mau đem con khỉ thả đi." Con khỉ nhờ không ngừng tranh đấu, từ quỷ môn quan giành lại mạng sống trở về. Nó ráng chịu đau đớn, đoạt cửa mà chạy trước khi ra khỏi cổng nó còn quay đầu nhìn về hai vợ chồng ánh mắt đầy oán hận rồi nó biến đi biệt tâm biệt tích từ đó trở đi cô vợ mỗi khi nghe mùi thịt thì phát nôn chỉ ăn toàn rau đầu hũ người nhà lo nàng không đủ chất bổ lén bỏ nước thịt vào nhưng nàng vừa nếm là nôn thốc nôn tháo đến kỳ lâm bồn nàng sinh một bé gái ngũ quan trông rất đoan chánh chỉ là phát hiện tay trái của bé chỉ có một ngón cái và bốn đốt cuối của bốn ngón tay hình dạng giống y như dao bén chặt đứt vậy. Cha mẹ và người thân nhìn thấy đều thở dài, luôn miệng nói, lạ quá. Thái Lan theo Phật giáo, tin sâu nhân quả, mọi người không hẹn và đồng nói, đây là nhân quả báo ứng do người chồng chặt đứt bốn ngón tay con khỉ mà ra. Hôm nay, tân nương tiểu thư khỉ mặc áo cưới trắng, tay mang găng trắng, dịu dàng xinh đẹp, cứ như tiên nữ hạ phàm. Thế nhưng đâu ai biết trong găng tay đó, không còn bốn ngón tay nhỏ dài thon mà chỉ còn bốn đốt còn thừa lại như từng bị cắt. Đó là nguyên nhân của biệt danh tiểu thư khỉ. Nó đã thành một câu chuyện đồn vang đương thời. trộm công giảm, công, giảm, giảm điệu Hiện tại trong giới kiến trúc có ba câu danh ngôn Chỉ trộm công, không giảm liệu, chờ sập. Chỉ giảm liệu, không trộm công, sẽ sập. Đã trộm công là giảm liệu, chắc chắn sập. Nếu giảng lược là trộm công giảm liệu, thì sớm muộn gì cũng sập. Vào năm 1971, thành phố Đài Nam của Đài Loan có một nhà kinh doanh kiến trúc nổi danh tên là Trương Sĩ Lư. Ông không học qua sách vở nhưng phòng ốc dựng xây hết sức kiên cố tuyệt không có chuyện trộm công giảm liệu ông luôn bảo đảm uy tín danh dự cho nên bất kể là kiến trúc dân gian hay thuộc chính phủ ai cũng muốn mời ông thầu xây trương sĩ lương có hai con trai đứa đầu tên trương kim sùng là kỹ sư thiết kế kiến trúc còn đứa út tên trương tất khoan kế thừa sự nghiệp phụ thân lúc đó chính phủ muốn xây ở thôn quê một chung cư công trình tổn phí rất lớn. Các cổ đông trong hai thế lực hát bạch tranh nhau giành thầu xây công trình. Do Trương Sĩ Lương có uy tín tốt, nên quan viên chính phủ ở Cố Hương đều tiến cử ông, mời ông phụ trách kiến trúc. Lúc đó, chính phủ huyện có vị quan tên là Chim Tụ Thành, thuộc loài khổ học xuất thân. Nhờ thành tích ưu tú mà thi đậu công vụ viên, chỉ đáng tiếc là y không tự trọng không biết giữ thân trong sạch. Tuổi còn nhỏ, mà đã sớm học các thối xấu ác, dối lừa, ăn hối lộ, vu oan hại người, giỏi nói suông nhưng làm tồi, vân vân. Khi y biết, chàng trai trưởng Trương Kim Sùng ký hợp đồng thiết kế hành nghề rồi, bèn nửa đêm lẻn vào thăm Trương Kim Sùng, đồng thời đem theo mấy vị dân biểu và anh em xã hội đen, nói dối rằng Công trình này do nhiều người lợi dụng quyền lực và trưởng lực mà giành được. Như nay, ông Sùng đã thuận lợi ký được hợp đồng, thì phải chi cho họ một chén cơm, đây gọi là phí giới thiệu. Kim Sùng thấy nhóm ông Thành khí thế hung dữ, sợ sinh mạng bị uy hiếp, đành phải thỏa hiệp đáp ứng. Tiếp đến, ông Thành dẫn nhiều người đến tìm quản lý công trình là công tử Úc Trương Tức Khoang, Ngoài việc yêu cầu tất khoan nợ phí bảo đảm, tên thành còn đòi quyền khoáng báo, chỉ định cho doanh nghiệp kiến trúc, nếu không sẽ gây bất lợi. Nguyên là công trình này lợi nhuận không nhiều, lại trải qua lớp lớp người dọa dẫm bắt chẹt. Tất khoan, bị họ ép hợp tác, khổ không thể nói. Đành bấm bụng, để tụ thành nắm quyền. Thế là tụ thành tha hồ thao túng, việc trộm công, giảm liệu. Y khéo léo mua chuộc các quan viên giám định, lấy được giấy phép dễ dàng. Tụ thành cho rằng, thủ pháp của y chu đáo, kính như bưng, ác là khó ai dò ra dấu vết. Nhưng, người tính không bằng trời tính. Năm sau, khi chung cư xây hoàng tước, Đài Nam phát sinh ra thủy tai, phong tai nghiêm trọng. Khi thủy tai qua rồi, chung cư chịu không nổi cơn bão to gió lớn. Trong một buổi chiều, ngô có ốc bất ngờ đổ sập gạch ngói bay tứ hướng. Và màn thất bại này xảy ra đúng vào lúc các quan viên cao cấp đi tuần tra khảo sát tình hình thiên tai. Do vậy, họ đích thân chứng kiến hết, liền ra lệnh cấp dưới phải điều tra. Chim tụ thành gian trá, liền đổ hết trách nhiệm lên đầu Trương Kim Sùng, Trương Tất Khoan. Trương Kim Sùng khôn ngoan, biết khó trốn trách nhiệm, liền lén cầm tiền đưa cho vị dân biểu trung ương nhờ xử lý không bằng và được an nhiên vô sự. Riêng tức khoan trung hậu, không biết khối lộ, nên bị phán ngồi nhà giam 4 năm rưỡi. Tin tức này truyền đến Trương Sĩ Lương, đang nằm ở trên giường bệnh. Ông thấy danh dự cả đời mình gìn giữ bị hủy hết trong một sớm một chiều, nhất thời khó thể chấp nhận, bèn tự sát. Trương Kim Sùng biết tụ thành tính rất giảo hoạt và mưu mô, mô nên không dám hủy hợp tác em họ tụ thành là chim mộc căn cũng làm kinh doanh kiến trúc hãy tụ thành tiếp được công trình thì giao cho chim mộc căn xây sau đó y ung dung đòi nộp tiền hoa hồng mà các công trình mộc căn nhận được đều không có lợi nhuận nhiều lại phải nộp phí quá cao nên lòng rất bất mãn kim sùng hiểu được bèn hẹn gặp riêng một căn đề nghị hợp tác làm ăn chim sùng nhận công trình xong thì giao cho một căn xây lợi ích chia đều không hề đòi phí hoa hồng hoa cúc gì cả một căn nghe thích lắm vui vẻ hợp tác tin này truyền đến tai chim tụ thành y thập phần tức giận cảm thấy chim sùng và một căn dám vong ân bội nghĩa với mình nên ngay tối hôm đó y dẫn theo sáu tên xã hội đen đến nhà Kim Sùng định hỏi tội và dạy cho ông ta một bài học. Nào ngờ ngay khi đó cảnh vệ đã mai phục sẵn và tóm gọn hết đám giang. Kết quả tụ thành nổi danh cáo già. Trừ việc bị cách chức ra pháp viện còn phán tội danh đốc suối giết người chưa thành tuyên phạt y một năm rưỡi tù giam. Khi tụ thành mãn hạn tù được thả rồi thì y hợp cùng với các thế lực đen mở một công ty kiến trúc đấu thầu nhận công trình rồi thì giao cho bên xây dựng lo và kiếm lời từ trong đây do y điều khiển vô số công trình rất nhiều việc không đạt mà phát sinh kiện cáo mỗi lần có sự cố phát sinh sở cảnh sát thề sẽ điều tra tới cùng nhưng sau khi tụ thành giao lưu thầm lén với họ xong thì kết quả cứ mờ mờ ảo ảo và được thông qua Mặc dù Tu Thành nhiều lần thoát khỏi lưới pháp luật, nhưng trốn không đổi báo ứng của trời. Hôm đó là ngày mừng sinh nhật 65 của ông, hai con trai ông vì cha mẹ nghỉ hưu an hưởng tuổi già đã đặc biệt hùng vốn xây cho một ngôi biệt thự nguy nga để làm quà mừng sinh nhật phụ thân. Hôm sinh nhật là ngày ông hoan hỷ dọn vào nhà mới, nhưng không ai ngờ, ngay tối đó, hạ tầng ngôi biệt thự tráng lệ Bỗng phát sinh sụt lúng Rồi sụp đổ Khiến cho vợ chồng ông Thành Con trai trưởng Và các phe phái từng hợp tác thầu Xây dựng công trình gian Vô phương đào thoát Đồng bị chuông sống Và chết dưới đống gạch vụn Sau đó cảnh sát điều tra mới biết Ngôi kiến trúc mừng sinh nhật Do bị bòn rút vật liệu nghiêm trọng Nên mới đổ sập Điều khiến người ngạc nhiên nhất là Nhóm thợ xây ngôi nhà đó thuộc công ty của con trai trưởng ông Thành. Do ông Thành và các phe phái hợp tác, thầu công trình chuyên bòn rút vật liệu và tùy chiêu này đã được ông truyền cho con trai. Còn ông lại đem bí kíp công phu này truyền cho các thương nhân hợp tác xây dựng, nên khi họ thọ giáo đầy đủ rồi thì luôn sử dụng tùy chiêu này để báo đáp cha con ông. Đây gọi là báo ứng, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trong xã hội bây giờ, bao nhiêu quan viên và công ty xây dựng vì tiền tài thế lực, danh vọng mà bán rẻ lương tâm. Hãy xem Đài Loan năm 92 bị đại địa chấn, Tứ Xuyên, Vấn Xuyên bị đại địa chấn, làm sụp đổ biết bao nhiêu tòa nhà, bị bòn rút vật liệu và đè chết vô số sinh mạng bất hạnh. Đây chính là quan quyền cấu kết với thương dân, hợp tác, làm gian dối, khẩu thả, rồi tạo nên thảm kịch máu loang đầy đất từ việc xây dựng thiếu lương tâm. Hy vọng, nghe xong câu chuyện có thật này, các vị sẽ giữ lòng hướng thiện. Nếu dùng thủ đoạn đê hèn để có được giàu sang, thì hại người vẫn là hại mình, khó thoát khỏi báo ứng rủi ro. Bởi vì đồng tiền bất nghĩa, dù do chính tay mình hay con cháu tạo ra, thảy đều vô phương hưởng dụng. Người, người chồng, chồng tài hoa Chim Nguyệt Quyên là người Đài Loan, quê ở Gia Dĩa. Tháng 7 năm 1979, nàng dẫn con gái tiểu mẫn 3 tuổi qua thành phố Yokohama, Nhật Bản, rồi uống thuốc độc tự sát trong khách sạn. Khi cảnh sát đến thị trường, phát hiện dấu vân tay, viết chữ hận bằng máu, lại thấy hai mẹ con đều mở to mắt và máu lệ vẫn còn đang chảy chứng tỏ họ chết rất đau khổ, không cam tâm. Ban Cảnh sát Hình sự Nhật Bản vốn giàu kinh nghiệm. Thầm biết vụ tự sát này có nhiều uẩn khúc, nội tình không đơn giản. Cảnh sát Nhật Bản rất quan tâm đến vụ án này. Lần theo lý lịch hồ chiếu người chết, họ đến Đài Loan trú một ngày tại cơ quan hiệp trợ và nhanh chóng tìm ra cha mẹ nạn nhân. Phụ thân Nguyệt Quyên là ông Chim Phong Bình làm nghề nông Mẹ là Du Kiều Nguyệt, nội trợ. Quyên là người con thứ ba trong nhà. Trên có anh và chị, dưới có hai em trai. Hồi nhỏ, Quyên học rất giỏi, nên đã thi đậu vào Đại học Sư phạm Đại Bắc trứ danh. Người quanh đó đều ngưỡng mộ, ngợi khen. Nàng chính là niềm tự hào của gia đình họ chim. Quyên học đại học đến năm thứ tư, nhân dịp tham gia hoạt động chuyên đội Nàng quen anh U Huyền Dân, người đài đại, bề ngoài không có gì xuất chúng, nhưng có lắm tài. Tính anh khéo hài hước pha trò, chọc người cười vui, nói năng lưu loát. Lại khéo nhã ngọc, phun châu, nhờ vậy mà lọt vào mắt xanh của Quyên. Qua nửa năm quen biết, tình cảm ngày một nồng hậu, họ dự định tốt nghiệp xong thì sẽ kết hôn. Trong mắt các bạn hai người là một cặp trời xanh, trai tài gái sắc, khiến cho người nhìn vào phải ước ao. Nhưng thế sự khó lường. Năm đó, anh nhân vừa tốt nghiệp thì tham gia hoạt động leo núi. Trên đường trở về bất ngờ, anh bị tai nạn xe. Trong thời gian trị dưỡng, hàng ngày, hãy khuyên dạy học xong thì đến bệnh viện chăm sóc anh. Do vậy, mà nàng quen biết bác sĩ thực tập, vu luân thuận Thuận trông có vẻ là một người tài hoa mẫu mực, tính trầm lặng, ít nói. Lúc đó, Thuận đã âm thầm thương yêu Quyên. Sau khi nhân tạ thế, Thuận diệt tình theo đuổi Quyên. Những khi không trực ở bệnh viện, thì anh đến trường Quyên dạy, đón nàng về nhà, đích thân xuống bếp nấu ăn chiêu đãi. Mỗi lần Quyên về Giang Nghĩa thăm cha mẹ, Thuận đều ra tận ga xe lửa đưa đón nàng thuận kiên trì theo đuổi quyên suốt một năm rưỡi, cuối cùng nàng cũng bị sự si tình của anh làm cảm động và chấp nhận bước vào lễ đường. Sau khi kết hôn, quyên mới biết trước đây thuận đập đơn xin du học bên nhật bản đã được chấp nhận. trường thông báo nội trong một tháng thuận phải đến đăng ký. vì mới kết hôn nên thuận muốn từ bỏ cơ hội sang nhật bản để được ở bên vợ. nhưng quyên cho rằng được xuất ngoại du học là dịp may hiếm có còn vấn đề học phí nàng sẽ nghĩ cách lo liệu thuận cảm thấy vợ nói có lý bèn quyết định sang nhật du học lòng tràn đầy xúc động và cảm kích trước đêm chia biệt thuận đã ba lần bốn lượt hứa hẹn bảo đảm rằng một khi tốt nghiệp tiến sĩ xong chàng sẽ quay về đài loan ngay sẽ mở phòng mạch ở đài bắc cùng vợ làm việc và sống hạnh phúc bên nhau lời của chàng làm quyên cảm động không thôi nàng tự hào vì tình yêu của chồng dành cho cảm thấy vui sướng vì mình đã lấy đúng người kể từ đó mọi gánh nặng trút xuống đầu quyên nàng phải vất vả lo từ học phí cho đến phí sinh hoạt đắt đỏ cho chồng ở bên nhật một năm sau đó tiền quyên dành dụm tích lũy đều được gửi cho chồng tiêu dùng ngoài việc dạy ở trường nàng còn lãnh thêm dạy kèm ở nhà thỉnh thoảng nàng về nhà cha mẹ xin tiền nhưng vẫn vô phương chỉ đủ phí cho chồng xài thôi lúc này con của quyên đã một tuổi gánh nặng càng tăng tiền nuôi đứa nhỏ tiền nuôi chồng ăn học tất cả dồn ép nàng bận rộn lên không kịp thở mùa đông năm đó để giải quyết kinh tế túng bấn quyên bất đắc dĩ phải đến quán rượu làm việc nhận công tác tiếp khách bán cười không bán thân trong thời gian 3 năm. Nhờ vậy mà nàng giải quyết được phí tiêu xài cho chồng ở Nhật Bản. Nhưng do phải trường kỳ uống rượu thức khuya, dạy học vất vả, nên quyên mắc bệnh lao nghiêm trọng. Bác sĩ tuyên bố kể từ đây, nàng không thể sinh con được nữa. Điều này là đã kích cực lớn đối với nàng. Thế nhưng, quyên luôn tự tin. Tất cả, mình đã hy sinh vì chồng, anh nhất định sẽ thông cảm, yêu nàng hơn. Lúc Thuận sắp lấy bằng tiến sĩ, anh có về Đài Loan tham dự lễ tang bà nội. Khi biết Quyên đến quán rượu làm việc bị bệnh phổi, thì Thuận chẳng những không tức giận, không truy cứu, ngược lại, còn làm như không có chuyện gì. Thuận luôn bình thản và tỏ ra rất quý vợ, khiến cho Quyên càng thêm tin tưởng và tình yêu của chồng. Nhưng Quyên không ngờ được rằng, trước khi về Đài Loan, Thuận đã len lút kết hôn cùng với con gái của giáo sư Trường Bình và đã mở một y viện nhỏ tại ngoại thành Đông Kinh, tự mình làm viện trưởng. Chính giáo sư và con gái ông đã xuất tiền đầu tư cho Thuận, nên họ nghiễm nhiên là động sự. Nhưng không bao lâu, thì tin này cũng truyền đến tai Quyên. Mới đầu nàng không tin, còn cho là bị đặt. Song thâm tâm vẫn bán tính bán nghi thế là nàng quyết định đợi khi mình khỏe mạnh lại sẽ dẫn con gái tiểu mẫn qua nhật một lần cho rõ thực hư thuận nhật được tin vợ biết là sự tình đã đến hồi nghiêm trọng để việc làm tồi tệ của mình không bị vạch trần khiến chàng phải xấu hổ thuận âm thầm dựng lên một âm mưu hiểm độc đầu tiên chàng lấy lý do bận rộn phái người đến phi trường đón hai mẹ con quyên về khách sạn trước và hẹn tối đó sẽ đến gặp sau đó, chàng thuê người đóng giả phục vụ viên, bảo họ 15 phút trước khi chàng đến, hãy lẻn vào phòng, dùng thủ đoạn thô bạo, toàn cưỡng hiếp quyên. Ngay lúc đó, chàng sẽ xuất hiện. Tên hài mướn kia làm y theo kế sách của Thuận. Trước mặt chàng, hắn nói dối mình là gian phu của quyên. Còn quyên thì quá tự thà, nàng giống như người câm không biết nói lời nào để minh quan cho mình. Thuận liền đanh thép buộc tội dõng dạc đề xuất ly hôn với khuyên trong khách sạn sau khi vở kịch thành công mỹ mãn thuần lập tức trở mặt phủ nhận nghĩa tình phu thê phụi luôn bốn năm khuyên gian khổ làm lụng chu cấp tiền cho chàng ăn học tất cả ân tình sâu nặng tất cả hy sinh của khuyên giây phút này đều hóa thành vô nghĩa khuyên nhận ra hôn nhân giữa hai người đã vô phương cứu vãn nàng nghẹn ngào bi phẫn ký tên vào đơn ly hôn trước lúc ly hôn tại Đông Kinh vì muốn cho Tiểu Mẫn gặp lại cha một lần thông qua hồ sơ và tư liệu nơi trường học Quyền tìm đến y viện và nàng phát hiện ra sự thật phủ vàng Thuận đã sớm kết hôn vui duyên mới và vụ án cường bạo ở khách sạn này là bẫy rập của chàng làm ra để hại nàng Nàng cảm thấy như đất trời sụp đổ dưới chân mình trong cơn phẫn độ tột độ nàng xông thẳng vào nhà viện trưởng Thuận để hỏi cho minh bạch nhưng đến đó nàng chỉ chút thêm dục nhã chất chồng, thuận đổ hết mọi điều xấu lên nàng, còn cứ bảo vệ tống cổ nàng ra. Quyền thân đơn thế cô chẳng có được cơ hội nào để đối chất. giờ thân tâm bị đả kích nặng, nàng dẫn con qua thành phố Yokohama thăm bà chị là Hoa Kiều đang ngủ ở nhật, xong thì quay về khách sạn và uống thuốc độc tự sát cùng tiểu mẫn. Mặc dù cảnh sát Nhật Bản đã điều tra ra vụ án, nhưng mẹ con Quyên đã chết. Họ không bằng không chứng, chẳng thể làm gì được Thuận. Phần Thuận, khi hay tin mẹ con Quyên tự tử, chàng như trút được gánh nặng, thầm nghĩ kể từ đây đã có thể tha hồ, kê cao gối mà ngủ, tha hồ thoải mái, không còn phiền lo. Thế là, chàng tiếp tục lợi dụng quan hệ và uy tín của nhạc phụ, truy cầu danh lợi tại Nhật Bản sau đó thuận được mời đến trường diễn giảng đề tài là bí quyết sống hạnh phúc giữa vợ chồng thuận đang cao hứng nói thao thao mới giảng được nửa buổi thì cái micro vô duyên vô cớ đột nhiên bốc khói rồi nổ tung tại giảng đường thuận không chút đề phòng nên bị vỡ đầu chảy máu mù hai mắt do đầu bị trọng thương nên chàng biến thành ngu si gớ ngẩn hiện vẫn còn đang trị liệu và điều dưỡng tại bệnh viện nhật bản cái micro ấy vì sao có thể phát nổ nạn nhân vì sao lại là thuận người chồng bạc tình phụ dĩa dẫn tâm cư xử ác độc ruồng bỏ người vợ vừa là người ân của mình và đề giảng vì sao lại liên quan đến tình phu thê rốt cuộc thì đây là trùng hợp là thiên ý trừng phạt hay báo ứng mọi người bàn tán xôn xao. Theo người viết, Thùy Thuần trốn được quốc pháp, nhân luật, nhưng không trốn được luật nhân quả báo ứng. Thông qua câu chuyện có thật này, xin khuyên những cặp vợ chồng trong thế gian, chứ nên biến quan hệ vợ chồng thành việc mua cầu lời riêng. Khôn nhân như thế sẽ không bao giờ hạnh phúc. Tiến sĩ Kim Bác sĩ Thuận Việc công danh lợi lộc trước mắt mà bước vào nẻo sai cuối cùng đánh mất cả lương tâm cho nên phải trả giá bằng hậu quả thê thảm như mọi người đã thấy đây gọi là ác nhân gặp ác báo pháp, pháp quan kỳ án một buổi sáng tháng 7 năm 1978, tại một cao nguyên huyện Đài Bắc, hai vợ chồng Thái A Vượng và người bạn thân Lâm Tuần Sa cùng quẩy gánh lên núi hái trái vải khi đi ngang qua một hang động bỏ hoang lâu năm, thì bỗng thấy từ trong chạy ra ba con chó. Miệng của chúng ngậm nội tạng của người đang nhỏ máu rồng rồng. Anh xa hiếu kỳ, rón rén bước vào động, xem sự thể như thế nào. Nhưng cảnh tượng đáng sợ trước mắt, khiến cho anh kinh hoàng đứng chết sững. Một tiên sinh hơn 60 tuổi đang nằm trên vũng máu, ngực, bụng bị xé rách, nội tạng thì bị ba con chó hồi nãy ngoạm chạy ra ngoài càng khủng hơn nữa là ngồi bên xác chết là một cô gái điên đầu tóc bù xù đang cầm khúc ruột của nạn nhân quấn quanh cổ chơi đùa anh xa sợ đến lông tóc dừng đứng vội quay đầu chạy ra khỏi động lập tức cùng với vợ chồng anh vượng đi báo án cảnh sát được tin vội đến hiện trường nhìn thấy nạn nhân ngoài việc bụng và ngực bị môi khoét trống rỗng thì các chỗ khác không bị thương chi điều khó hiểu là cô gái điên bên cạnh vì sao không bị tổn hại gì tại sao mấy con chó chỉ cắn lão già mà không cắn cô bao nhiêu nghi vấn nổi lên tính chất vụ án kỳ bí này như thách thức khả năng chuyên môn của những người trong ban phá án nhờ sự hợp tác giúp đỡ của dân chúng cảnh sát đã nhanh chóng điều tra tên người chết là liêu ký đức còn cô gái điên tên là Lưu Tú Tú là con gái ông, hiện bị tâm thần nặng. Họ ngủ tại Trấn Thọ Lâm gần đây. Căn cứ theo hồ sơ, thì năm 1949, ông Đức theo chính phủ quốc dân tới Đài Loan làm thẩm phán 28 năm. Ông có kiến thức luật phong phú, nhưng tâm bất chánh. Tính tham tài háo sắc cực độ là vị quan tham dũng tiêu biểu. Từ một năm trước, ông đã nghỉ làm về hưu ẩn cư tại trấn Thọ Lâm, xin gãy sơ vài việc của ông như vậy. Vào năm 1953, một vị quan thuộc ngành hải quan Đại Bắc, tên là Ngu Đồng Đoan, do tham ô mà bị tòa sơ thẩm tuyên án 10 năm tù. Trong lần tái xử án, thì do thẩm phán cũ đã chuyển đi, ông Đức được bổ đến nhậm chức xử lý tại Pháp Đình. Thấy tình nhân của ông Đoan là Phấn Châu cũng đã dự tính do nàng rất xinh đẹp mỹ lệ nên thẩm phán đức cứ nhìn chồng chọc, chọc không rời sau đó còn cố ý ra oai quát nạt ông đoan hâm rằng án tù 10 năm là quá nhẹ nếu tìm ra tội chứng mới ông sẽ phán ít nhất là 15 năm ông đoan nghe vậy quá sợ chắp tay vang cầu phán quan bao dung giảm án cho nhưng ông đức không chấp nhận mấy ngày sau ông đức chủ động gọi điện hẹn gặp riêng luật sư biện hộ cho ông Đoan và nói ướp ướp mở mở rằng án của ông Đoan có thể nặng mà có thể nhẹ. Nếu như người đẹp Phấn Châu chịu ra mặt cầu xin thì may ra sẽ chuyển đổi được. Nghe thế, luật sư đã biết tổng bụng dạ của ông Đức, bèn hứa sẽ thuyết phục ông Đoan đồng ý cho Phấn Châu đến hầu hạ ông Đức một tuần. Nhưng xong việc, ông Đức vẫn không hài lòng còn bắt người nhà ông Đoan phải nộp một khoản tiền kết xù. Cuối cùng, khi tài sát đã vơ vét ưng ý rồi, ông Đức mới tuyên bố giữa tòa là tội chứng không đủ và tuyên phán ông Đoan bị 6 tháng tù, nhưng cho phép nộp tiền phạt thay cho ngồi tù. Thực tế là xem như vô tội. Ông Đức đã tự tiện phóng thích phạm nhân, một tay che cả bầu trời. Ông Đức một mình đến Đài Loan Làm thẩm phán chỉ mới mấy năm Nhờ tham ô mà giàu to Qua bạn bè giới thiệu Ông cưới Thúy Đào Một cô con gái nhà nông Nhỏ hơn ông 13 tuổi Cô gái này Vừa hiền vừa kiều diễm Năm sau Thì sanh hạ bé Tú Tú Đáng tiếc là lúc Tú Tú 2 tuổi Thúy Đào Bị ung thư ngực qua đời Ông Đức do bận rộn công vụ nên đối với con thiếu sự chăm nơm. Vì Tú Tú, trong một lần cảm mạo phát sốt quá cao, do không kịp đi bệnh viện mà biến thành ngớ ngẩn trầm trọng. Đối với cái chết của vợ và con bị gây gô, là hai đã kích rất nặng. Nhưng, ông Đức chẳng mảy may hiểu biết để thức tỉnh rằng, đây là quả báo do mình thiếu đức. Ngược lại, ông càng ra sức lợi dụng chức quyền để tranh danh đoạt lợi vơ vét cho đầy túi riêng, còn lớn tiếng khoe khoang rằng với chức quyền và danh vị cũng như tài trí và mưu lược của ông thì sẽ có vô số mỹ nữ tìm đến nộp mạng và vàng bạc sẽ tự động đổ vào túi ông. Vì thế trong suốt 28 năm cầm quyền, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, ông toàn làm những điều thương luân hại lý, giữa đủ thủ đoạn hạch sách, bắt chẹt và tạo ra vô số án oan, án mạng có nhiều người vì ông ăn đút lót tuyên án oan quốc ức sinh bệnh chết trong tù vợ bất bình tự sát biết bao gia đình nhà tan cửa nát vì ông có quyền cao chức trọng mà không có lương tâm trong thời gian làm thẩm phán ông đã hại chết biết bao nhiêu sinh mạng hủy hoại nhiều gia đình tội ác dẫy đầy năm 1977 cuối cùng thì ông Đức cũng thoái hư và cùng với một quả phụ ẩn cư tại cao nguyên thuộc trấn thọ lâm một sáng nọ ông dẫn con gái đi dự lễ ngang qua cửa động thì tú tú đòi vào nghỉ một chút ông chiều ý con và khi ông bước vào động thì đột nhiên có ba con chó xông đến khí thế dữ dằn nhắm thẳng vào ông nhe răng bén dương móng vuốt hung ác cào ngực xé bụng ông chưa đầy mấy phút chúng đã đôi hết ngũ tạng luộc phủ của ông ra và ông đức lìa đời trong thống khổ tột độ ba con chó đao phủ thực hành án tử cho ông đức rất mau khi hoàn thành sứ mệnh rồi thì chúng chạy đi như làng chớp biến mất tâm không để lại dấu vết chỉ còn tú tú ngồi bên cạnh mặt mày cực kỳ vui vẻ thản nhiên cầm ruột của cha quấn quanh cổ chơi bộ dạng rất đắc ý như thể vừa làm được việc gì tốt lắm vậy chức vị thẩm phán là chấp pháp công minh là thi hành quốc luật không thiên vị riêng tư nhưng ông đức bị sát tài làm cho mê bụi toàn lạm dụng chức quyền để thu lợi cho mình phụ lòng quốc gia và nhân dân ký thác báo ứng hiện tiền của ông là bài học cảnh cáo thế nhân cho dù có tránh được pháp luật trừng trị thì cũng chẳng thể nào tránh được báo ứng nhân quả nên nói thiên lý chí công trốn một lúc nhưng không trốn được cả đời. Những kẻ buôn người Năm 1981, sau khi Trung Quốc giải phóng trăm nghề hương tịnh, thôn tả hậu tỉnh Liêu Ninh hẻo lánh, chuyên sống bằng nghề trồng bán dược liệu, cho nên có người gọi vùng này là làng thuốc, nổi danh toàn quốc. Các tiệm buôn thuốc đông y nơi thành phố lớn đều đến đây mua dược liệu. Có cô gái tên là Hán Hà, cha mẹ đều sống bằng nghề trồng thuốc. Hán Hà, tuy mới 17 tuổi, nhưng tính tình thẳng thắn. Thấy các lái buôn đến buôn mua thuốc, thường hay lường gạt, ép giá. Nên cô tự đứng ra kêu gọi dân làng đoàn kết vì quyền lợi chung. Cô đại diện toàn thôn cùng thương nghị với lái buôn đòi mức giá hợp lý. Điều này giúp cho nông dân kiếm được nhiều tiền, nên dân làng đều tán tháng ủng hộ cô đỗ nghiêu là một đại thương gia đến từ thượng hải phát hiện tài năng của hán hà thầm nghĩ nếu như cô được huấn luyện trong tương lai nhất định có thể kiếm được nhiều tiền cho ông đỗ nghiêu bèn hứa sẽ cho hán hà làm chức lớn và trả lương cao mời cô lên thượng hải hán hà vì gánh nặng phải lo cho song thân tuổi cao và người anh tàn phế đôi chân nên chịu nhận lời của đỗ nghiêu đài loan rất thiếu trung dược nên các thương nhân thường đổ xô qua đại lục thu mua thuốc với giá rẻ có trần đồng tân mở tiệm thuốc ở đài loan từ năm 1988 mỗi năm đều qua thượng hải mua dược liệu do vậy mà quen với đỗ nghiêu và hán hà đồng tân có một người em trai tên là hù tân mở công ty môi giới hôn nhân chuyên giới thiệu các cô gái từ đại lục và đông nam á lấy chồng đài loan hù tân lợi dụng mối giao tế của anh Bình, thường dẫn các ông chưa vợ qua đại lục tìm đối tượng. Tháng 11 năm 1981, công ty Hụ Tân lại có hai người khách, La Bang và Vương Đồng Nghĩa. Họ tuổi ngoài 30, trông có vẻ là kẻ tài ba bổ mực. Cả hai nói chuyện rất hào sản, thu hút. Họ ngỏ ý muốn tìm vợ ở Đại Lục và hứa sẽ trả phí cao hồ tân luôn miệng nói sẽ tận lực đáp ứng ba tháng sau hồ tân dẫn bang và nghĩa đến thượng hải ngủ tại biệt thự của đỗ nghiêu tối hôm đó đỗ nghiêu đãi tiệc cho ba vị khách hán hà và nữ nhân viên phục vụ vương hiểu hoang cũng có mặt ở đó trong buổi tiệc la bang nói mình là tổng giám đốc công ty điện tử có ba công ty chi nhánh và hơn hai trăm nhân viên do hàng ngày bận rộn làm việc nên bị vợ ruồng bỏ. Bây giờ, y đang cần tìm một hiền thê thông minh, dịu dàng, có thể giúp cho y phát triển sự nghiệp. Tiếp đó, thì dĩ giới thiệu, mình là chủ công ty kiến trúc, hàng ngày bận rộn đi khắp ba vùng Bắc Trung Nam Đài Loan để xử lý công trình, vì không có thời gian bầu bạn với bà xã, nên bị ly hôn. Hiện muốn tìm một phụ nữ hiền lành, biết cảm thông, làm vợ bàn và nghĩa giới thiệu rơm rã về bình cộng thêm hồ hân góp lời ca ngợi khiến đỗ nghiêu nghe qua không ngớt gật đầu tán thưởng hán hà là thiếu nữ chưa chồng nghe họ nói liền dệt mộng hai vị đại gia có sự nghiệp lớn tài mạo song toàn này mới đúng là đối tượng hoàn hảo mà nàng hằng mơ ước hán hà thầm dĩ gia cảnh bình nghèo không học vấn nếu như một trong hai người này không chê bỏ thì nàng ưng ngay nàng sẽ đổi đời vừa cải thiện sinh hoạt túng bấn của gia đình mà bản thân cũng thành là phu nhân tổng giám đốc được bao người kính bộ đôi mắt là cửa sổ tâm hồn trong ánh nhìn hán hà đầy vẻ khát khao về ước muốn đổi đời hai gã bang và nghĩa nhìn thấu hết khụ tân còn phụ nói vào thêm cộng thêm sự tán thưởng của đỗ diêu thì kết quả dễ dàng đạt thành. Vị trí đã định xong, Hán Hà sẽ gả cho Vương Nghĩa, còn La Bang thì cưới Hiểu Hoang. Trong lúc hai cô gái dệt đầy mộng đẹp về cuộc sống lứa đôi, thì Bang và Nghĩa lòng khắp khởi mừng thầm, vì họ vượt quăng lưới đã bắt ngay được mẻ cá. Nhờ Hồ Tân diệt tình giúp đỡ, hai tân đương được đưa về Đài Loan. Vừa xuống phi trường, thì Hán Hà và Hiểu Hoang lập tức bị tập đoàn lưu manh người rắn chở đến khách sạn đào viên giam lỏng và bị tịch thu hết hộ chiếu lúc này hán hà và hiểu hoang mới tỉnh mộng biết là mình đã rơi vào tổ quỷ hôm sau bang và nghĩa cùng thủ lĩnh người rắn là thái côn lâm đến uy hiếp hán hà hiểu hoang họ nói nếu như hai nàng không chịu tiếp khách mà đi báo cảnh sát thì không những tính mạng bị nguy mà người thân bên đại lục cũng sẽ bị hại để chứng minh họ không đối dối tên lâm đầu đảng còn chìa ra hình cha mẹ hai người và mô tả cảnh nhà hai cô rõ mồn một mồ. hán hà tự biết khó thoát tay quỷ đành nén chịu chờ thời cơ thoát thân còn hiểu hoang thì khó mà tiếp nhận được sự thật tàn khốc này nên la hét khóc than làm ầm đáo đến chết đi sống lại tên lâm thâm độc bèn nhốt hiểu hoang cho thủ hạ cưỡng hiếp và đánh đập nàng hiểu hoang thân tâm đều bị dày dò tàn khốc đành khuất phục tiếp khách cho đến khi gặp cảnh sát truy quét tội phạm mới được trả về đại lục nhưng lúc đó hiểu hoang đã nhiễm bệnh dẫn đến di chứng vô sinh hiện còn đang trị liệu phần hán hà tên lâm không những bắt nàng liên tục tiếp khách mà còn dụ nàng hút ma túy và đánh bạc chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi cô gái trẻ trung xinh đẹp hán hà đã biến thành da vàng gầy ốm cuối cùng thì suy sụp hay ngất qua kiểm tra bị mắc bệnh ung bú một khi tên lâm thấy hán hà không còn giá trị lợi dụng nữa thì hắn chẳng đeo phiền não vào làm gì bèn cho tập đoàn buôn lậu đưa hán hà trả về cố hương của nàng đến nay sống chết không rõ ngạn ngữ tây phương nói người trường kỳ làm ác trong tâm nhất định không an ba tên lâm bang và nghĩa chuyên môn dụ dỗ gạt lường ép các cô gái đại lục và đông nam á đến đài loan bán dâm bọn hắn đã thu lợi rất nhiều trải qua tháng ngày phú lạc nhưng chúng vẫn luôn bị bất an vì đêm đêm nằm ngủ thường bị hình ảnh bi thảm của các thiếu nữ không ngừng xuất hiện ám chúng kẻ bị hại đầu bù tóc rối, hình dạng như quỷ dữ, cưng giếng răng, quyền rủa chúng. Mới đầu, thì lâu lâu mới thấy một vài lần. Sau đó, thì đêm nào cũng thấy. Vào tháng 7 năm 1995, ba tên côn đồ này suốt trong một tháng, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng giống nhau. Chúng còn thấy một cô gái mắc bệnh cùi, mặt mày hung ác, cười rất ghê rợn tiếng cười càng lúc càng khiến cho ba gã sợ hãi kinh hoàng toàn thân xuất hạng bồ hôi hôm sau thân thể của họ đều cảm thấy khó chịu giống nhau vì vậy họ cùng đi tìm bà đồng nổi danh để giúp họ trục tà bà đồng đề nghị họ nên xuất ngoại du lịch quay về sẽ không có việc gì ba người cho là có lý nên bốn ngày sau thì bay sang thái lan du lịch và cho là ác mộng sẽ không quấy rầy nào ngờ đêm đầu tiên trên đất nước thái lan họ vừa nhắm mắt thì yêu quỷ đã xuất hiện còn quấy nhiễu dữ dằn hơn ở đài loan khiến tinh thần bọn họ càng bị khủng bố căng thẳng một tuần sau la bang tự nhiên phát điên y đi được đưa về đài loan hiện nay đang điều dưỡng tại bệnh viện tâm thần ở chương hóa còn lâm và nghĩa sau đó càng thê thảm hơn lúc ở tại thái lan họ không tiếp xúc bất kỳ ai nhưng khi về Đài Loan rồi, thì cả hai đều cảm thấy không khỏe. Thân họ càng ngày gầy ốm. Bệnh viện Đài Loan khám không tìm ra nguyên nhân. Họ phải bay sang Mỹ khám bệnh và phát hiện mình mắc bệnh S. Nửa năm sau, họ bị bệnh dày vò, thân thể lỡ loét đau đớn tột cùng, rồi chết tại Mỹ. Người hành thiện tiết đức, tâm luôn sung mãn, hỷ duyệt. Người làm ác, lương tâm ngày đêm sẽ bị trách phạt nghiêm trọng, sống không được an, thống khổ vạn phần hơn là chết. Nhìn xem gương những người mua lợi, gạt ép các cô gái bán dâm như thế này, kết cuộc đều sẽ giống như ba người, lâm, ban, nghĩa. Khi sống, tâm luôn bất an, lúc chết, rất thống khổ. Quán, Quán ngôn, ngôn cao, cao, cấp. cao cấp Tại đại lộ tung sơn của thành phố Đài Bắc Phồn Hoa có một tiệm vịt quay nổi danh khắp xa gần tên là quán ngon cao cấp làm ăn rất phát đạt khách ra vào tấp nập cửa tiệm rộng lớn thiết kế sang trọng nhân viên nam nữ phục vụ trong quán đều trẻ trung mặc toàn tây âu trắng bếp trưởng đội nón trắng tinh tay luôn đeo găng chứng tỏ mình cực kỳ vệ sinh sạch sẽ nhân viên trong quán từ khuya đến tối bận rộn như con quay để tiếp đãi bưng bê phục vụ thực khách còn vị chủ quán họ thái tuổi ngoài năm mươi béo tròn phục vịt mặt tây âu mặt mày hớn hở ngồi nơi quầy thu ngân sau mấy đếm tiền tay đeo đồng hồ vàng chói cười toe tét vui tới không thể khép miệng lại trước cửa tiệm là quầy hàng bán lẻ phía sau tiệm là xưởng giết mổ lò quay nướng vịt bảo đảm thịt vịt luôn tươi mới thơm ngon, hấp dẫn thực khách ăn rồi còn muốn ghé nữa. Vì vậy mà tiệm buôn càng ngày càng phát. Mấy năm gần đây, tiệm lập chi nhánh các nơi, chủ quán ngày càng mở rộng nghề sát sinh và bạn bè giao tế thù tạc càng nhiều. Trong đây không thể thiếu các thực khách của tủ gia, vũ trường, tiệm vàng, sòng bạc, vân vân. Phải nói lúc này cũng là thời kỳ ông hưởng thụ tiêu xài vô cùng mãn ý, biết thế nào là cực khoái của kiếp nhân sinh. Mỗi năm, khi mùa xuân đến, nhà nhà hộ hộ thấy đều cần sắm hàng Tết, thân hữu đa số đều muốn biếu xén quà, thì quán cao cấp việc làm ăn càng phất, lên như thủy triều dân. Khách quen muốn mua được vịt quay mới ra lò, phải sắp hàng chờ đợi từ 3 đến 5 tiếng nhân viên phục vụ tất bật tới nửa khuya quán phải mướn thêm người phụ lâm thời mà vẫn bận tiết mù không thể nghỉ ngơi vì vậy mà phải tổng động viên toàn gia cả nhà đều lao vào cuộc bận rộn buôn buôn bán bán hôm nọ cũng giống như mọi ngày tiệm đang buôn bán rơm rã huyên náo ồn ào thì trong khoảnh khắc bỗng nghe có tiếng vịt rống rất to lớn vang dội trấn áp hết mọi tạp âm trong tiệm vì vậy mà thu hút trọn sự chú mục của bao người thế nhưng ai chứng kiến cũng đều đứng sững đứng như bị trời trồng giây phút này mọi người chỉ biết kinh ngạc dương mắt ngó lão chủ quán đang nằm dài trên đất hình trạng giống y như con vịt miệng của lão không ngừng kêu lên tiếng cạp cạp không những giống như vịt mà còn to hơn vạn bội mọi người đều xúm lại vây quanh nhìn và không ngước bàn tán xôn xao. Bỗng có một bà béo mập, hét thật lớn, nói Ôi trời đất ơi! Lão này giết dịch nhiều quá nên bị quả báo đó! Sợ quá! Tôi không dám ăn thịt dịch nữa đâu! Mọi người bây giờ mới tỉnh hồn trở lại, không hẹn mà đồng một mục đích sớm nhau chạy ra khỏi tiệm giống như là bầy ông vỡ tổ. Bà giám đốc phu dân vội mời bác sĩ đến chữa trị, nhưng dù bác sĩ tài ba đến mấy cũng không thể nào khiến ông ngừng kêu tiếng cạp cạp quái gở kia ông cứ kêu như thế suốt ba ngày ba đêm cho đến lúc kiệt sức không còn kêu được nữa thì hai mắt ông mở to thất thiểu ọc máu và ông tắt hơi trong thống khổ tận cùng kể từ hôm đó tấm bảng hiệu quán ngon cao cấp bị tháo dỡ các chi nhánh khắp nơi cũng đóng cửa dòng tộc họ thái cũng giấu luôn tông tích không biết họ rời đi cư trú ở đâu đi câu bị cảm động tại huyện liêu trung tỉnh liêu ninh đông bắc trung quốc một buổi sáng đầu thu năm 1997, gió hay hay thổi. Dòng liêu hà yên tĩnh, nước trong biên biếc, bên bờ cây cỏ tốt tươi, cành lá đông đưa khi làn gió nhẹ thổi qua cảnh vật ấm áp hiền hòa dưới ánh nắng ban mai tỏa chiều đỗ tiên sinh tay cầm cần câu vai đeo vỏ xăng sái đi đến cạnh bờ sông ông mốt mồi vào lưới câu và thả xuống nước sau đó nhìn chăm chăm vào mặt sông hồi hộp chờ đợi vẻ mặt vừa căng thẳng vừa thú vị hình như có con cá lớn đã mắc câu cứ nhìn lực bị kéo căng của dây câu và cần câu thì biết ông liền giật câu lên con vật dính câu đã hiện ra trên mặt nước gương mặt đủ tiên sinh từ vui sướng bỗng chuyển qua kinh ngạc khi thấy hoạt cảnh lạ lùng trước mắt có thể nói là từ hồi đi câu tới giờ ông chưa từng chứng kiến qua